Trương Nhật Phát thừa nhận mắc bệnh nặng, nói rõ về việc quyên góp 17 tỷ khi qua đời. Thông tin về nam diễn viên nổi tiếng châu Á, Trương Nhật Phát đã thừa nhận bản thân đang mắc bệnh tiểu đường đã gây sốc và làm dấy lên sự quan tâm từ công chúng trong và ngoài nước. Là một trong những ngôi sao đình đám châu Á đổ bộ tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 28, nam diễn viên thần bài Trương Nhật Phát đã có một buổi giao lưu và giải đáp thắc mắc với cánh truyền thông quốc tế. Cũng tại buổi giao lưu với truyền thông, khi được các phóng viên hỏi về việc có thông tin gần đây sức khỏe của Trương Nhật Phát không ổn đã khiến người hâm mộ điện ảnh trong và ngoài nước lo lắng. Với sự quan tâm từ phóng viên dành cho bản thân, Trương Nhật Phát cũng trả lời trong buổi họp báo: "Không phải tôi cảm thấy khó chịu mà là tin tôi đã chết. Đây là tin tức đến mỗi ngày nên bạn không cần để ý tới, bởi vì mọi người sẽ tìm kiếm nhiều hơn khi sống đến độ tuổi này. Hãy làm nhiều việc mình thích hơn, điều đó tốt cho sức khỏe của bạn." Song song đó, nam diễn viên thân bài cũng cho biết thêm, bản thân ông hiện tại cũng đang đối mặt với căn bệnh tiểu đường. Chính vì thế ông thường xuyên tập thể dục, chạy bộ mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe. Thậm chí khi đến tham dự liên hoan phim Busan lần này, nam minh tinh cũng không quên duy trì thói quen chạy bộ. Khi được hỏi về việc Trương Nhật Phát đã quyên góp toàn bộ số tiền 5,6 tỷ đô la Hồng Kông của mình cho quỹ từ thiện sau khi qua đời, nam ngôi sao thần bài cũng phản ứng lại tin tức này và nói rằng việc quyên góp chẳng liên quan gì với anh ấy. "Số tiền này không phải do tôi quyên góp mà là do vợ tôi quyên góp," anh nói khiến khán giả bật cười. "Tôi không muốn quyên góp, tôi kiếm được rất vất vả, bây giờ tôi sống bằng tiền lẻ. Làm thế nào, tôi đã quyên góp bao nhiêu, tôi thậm chí không biết về tiền bạc. Hãy nghĩ mà xem, tôi đến thế giới này mà không có gì và tôi không thể mang theo bất cứ thứ gì khi tôi chết. Những thứ này không phải là của tôi, nếu có ai muốn sử dụng chúng, chỉ cần lấy chúng," nam minh tinh chia sẻ. Không dừng lại ở đó, Trương Nhật Phát cũng kể về cuộc sống thanh đạm hiện tại của mình. "Tôi thường ăn 2 bát cơm là đủ rồi, nhiều khi bị tiểu đường một bữa là đủ." Trương Nhật Phát, một trong những diễn viên hàng đầu của điện ảnh Trung Quốc, việc nam minh tinh chia sẻ với công chúng rằng anh ta đã bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường là một tin tức gây sốc và là lời cảnh tỉnh về tình trạng sức khỏe của một ngôi sao nổi tiếng. Trương Nhật Phát không chỉ là một diễn viên xuất sắc mà còn là một biểu tượng sức khỏe và sự nỗ lực. Vào tháng 7 vừa qua, Sohu, HK01 và hàng loạt tờ báo Hồng Kông đưa tin ngôi sao kỳ cựu Trương Nhật Phát được cho là bị đột quỵ, rơi vào hôn mê vào hồi đầu tháng 7. Thời điểm này, tài tử 68 tuổi cũng bị mắc COVID-19. Cụ thể, trong hình ảnh được chia sẻ, một người đàn ông trung niên được cho là Trương Nhật Phát đang nằm hôn mê trên giường bệnh, phải thở oxy. Hai nhân viên y tế đang theo dõi tình trạng sức khỏe và sắp xếp chăn gối cho ông. Thời điểm đó, nam tài tử chỉ chia sẻ ngắn gọn trên trang cá nhân: "Tôi đã hứa sẽ tiếp tục đến rạp để giao lưu với người hâm mộ. Tuy nhiên, tôi mắc COVID-19, do vậy hiện tại tôi không thể gặp các bạn. Khi phục hồi, tôi sẽ trở lại rạp và giao lưu với mọi người. Chúc các bạn khỏe mạnh và giữ gìn sức khỏe." Thông tin Trương Nhật Phát bị đột quỵ khiến dư luận bàng hoàng vì trước nay nam diễn viên vốn là người chú trọng giữ sức khỏe, tập thể dục và chạy bộ chăm chỉ nhiều năm nay. Trương Nhật Phát sinh năm 1955, xuất thân trong một gia đình nghèo khó tại Hồng Kông, Trung Quốc. Nhờ sở hữu ngoại hình và vóc dáng lý tưởng, ông nhanh chóng thăng tiến trên con đường nghệ thuật sau khi về đầu quân cho hãng TVB Hồng Kông. Trương Nhật Phát được xem là một trong những diễn viên mở đường cho thời kỳ vàng son của điện ảnh Hồng Kông vào thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước. Những bộ phim nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ gắn liền với tên tuổi Trương Nhật Phát phải kể đến Điếu ngạo giang hồ, Thân bài, Bản sắc anh hùng. Nhưng trong những năm gần đây, thể lực của Trương Nhật Phát không theo kịp nên ông dần giảm thời lượng quay. Năm 2015, trong quá trình quay Thần bài Macau 3, anh ấy cảm thấy cơ thể béo lên và bắt đầu chạy bộ, leo núi. Ông đặt cho mình mục tiêu chạy gần 2 tiếng mỗi ngày.